Manchester United sa thải huấn luyện viên Ten Hag. Erik Ten Hag không còn là huấn luyện viên trưởng của Manchester United sau thất bại 1-2 trước West Ham ở vòng 9 Premier League. Tối ngày 28 tháng 10 giờ Hà Nội, trang chủ Manchester United xác nhận câu lạc bộ đã sa thải Ten Hag. "Chúng tôi biết ơn Erik vì tất cả và chúc ông ấy nhiều điều tốt đẹp trong tương lai," Manchester United thông báo ngắn gọn. Ruud van Nistelrooy sẽ là huấn luyện viên tạm quyền vào lúc này, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay. The Athletic thông tin thêm rằng Quỷ Đỏ đưa ra quyết định sa thải Ten Hag vào sáng nay, giờ địa phương, và không có bất kỳ sự thay đổi nào khác trong thành phần ban huấn luyện. 11 điểm sau 9 trận với hiệu số bàn thắng bại âm 3 là thành tích tệ của Manchester United tại Premier League từ đầu mùa. Quỷ Đỏ ghi được 8 bàn thắng để thủng lưới 11 bàn, qua đó đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Tại Europa League, Manchester United cũng toàn hòa 3 trận. Hè 2024, ban lãnh đạo Manchester United cân nhắc sa thải Ten Hag, nhưng vẫn cho nhà cầm quân này thêm cơ hội. Thất bại trước West Ham là giọt nước tràn ly để buộc giới chủ phải đưa ra quyết định. Theo Goal, Manchester United phải bỏ ra tới 17,5 triệu bảng đền bù hợp đồng để sa thải Ten Hag ở thời điểm này. Nếu quyết định chia tay cựu huấn luyện viên Ajax trong hè 2024, Quỷ Đỏ chỉ phải tốn khoảng 9 triệu bảng. Cùng thời điểm, đội chủ sân Old Trafford vẫn ráo riết tìm kiếm chiến lược gia thay thế Ten Hag. Một phái đoàn 4 người do giám đốc điều hành Omar Berada dẫn đầu có cuộc gặp với Xavi Hernandez tại Barcelona. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Ruben Amorim của Sporting Lisbon, cựu huấn luyện viên Dortmund Edin Terzic và Thomas Frank của Brentford cũng nằm trong danh sách ứng cử viên tiềm năng thay Ten Hag. Quỷ Đỏ chi hơn 600 triệu bảng để đầu tư vào đội hình kể từ khi cựu huấn luyện viên Ajax lên nắm quyền vào hè 2022. Dù vậy, thành tích của đội không đáp ứng được kỳ vọng. Nửa đỏ thành Manchester trải qua mùa giải tệ nhất kỷ nguyên Premier League, đứng hạng 8 và lập hàng loạt kỷ lục tệ hại về số bàn thắng, số lần thủng lưới, số trận thua. Mùa này, Manchester United tiếp tục chơi tệ. Cựu huấn luyện viên Ajax thất bại trong việc xây dựng triết lý bóng đá rõ ràng, đủ sức cạnh tranh với những đội top đầu tại Premier League, điều câu lạc bộ mong muốn. Erik Ten Hag là một trong những huấn luyện viên tài năng nhất bóng đá châu Âu hiện nay. Ông được biết đến với lối chơi tấn công, kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi đẹp mắt. Sự nghiệp huấn luyện Ajax. Trước khi đến Manchester United, Ten Hag đã có những thành công đáng kể tại Ajax Amsterdam. Ông đã giúp Ajax giành được nhiều danh hiệu quốc nội và đưa đội bóng vào đến bán kết Champions League. Manchester United, Ten Hag được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Manchester United vào năm 2022 với nhiệm vụ đưa Quỷ Đỏ trở lại thời kỳ hoàng kim. Phong cách huấn luyện tấn công tổng lực, Ten Hag luôn hướng đến một lối chơi tấn công, kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Kỷ luật cao, ông rất chú trọng đến kỷ luật và yêu cầu các cầu thủ phải tuân thủ chiến thuật một cách nghiêm túc. Phát triển cầu thủ trẻ, Ten Hag luôn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ phát triển và trở thành những ngôi sao tương lai. Những thành công và thách thức. Thành công, Ten Hag đã giúp Manchester United giành được một số danh hiệu trong thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, ông cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc xây dựng lại một đội bóng lớn. Thách thức, việc xây dựng lại Manchester United là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Ten Hag phải đối mặt với nhiều áp lực từ phía người hâm mộ và truyền thông.